Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình 360 độ du lịch kỳ này xin mời quý vị ghé thăm di tích Nghĩa Trụng Hòa Vang, hay còn gọi là Nghĩa Trụng Khuê Trung, tọa lạc tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Đây là nơi an nghỉ của hơn 1.000 nghĩa sĩ đã ngã xuống trong những ngày đầu kháng Pháp từ năm 1858 đến năm 1860. Đây là một điểm tham quan hết sức ý nghĩa. Chúng ta đến đây để thắp một nén nhang, để lắng nghe những câu chuyện đặc biệt và hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử hào hùng mà Đà Nẵng đã trải qua. Chào anh Phúc. Chào Kim. Thưa quý vị, đây là anh Lê Văn Phúc, hiện đang công tác tại Bảo tàng Đà Nẵng, người sẽ đồng hành cùng Minh Kim trong chương trình hôm nay. Chào Kim, chào quý vị khán giả của chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng. Anh Phúc có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết đôi chút về Nghĩa Trụng Khuê Trung không ạ? Dạ vâng ạ, Nghĩa Trụng Khuê Trung được thành lập vào năm 1866 dưới triều vua Từ Đức. Thì đây là nơi an nghỉ của hơn 1.000 nghĩa sĩ trong công cuộc chiến đấu của quân và dân Đà Nẵng chống lại liên quân Pháp và Tây Ban Nha. Thì như Kim đã biết thì rằng sáng ngày 1 tháng 9 năm 1858 thì liên quân Pháp và Tây Ban Nha bắt đầu nổ súng xâm lược bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng chúng ta, mở đầu cho cái tham vọng đó là chiếm đến Đà Nẵng và tạo làm cái bàn đạp để mà khống chế Kinh Thiên Huế. Từ đó thì tham vọng sẽ là xâm chiếm hai miền Nam Bắc của chúng ta. Thì từ những cái ngày đầu khi mà liên quân Pháp và Tây Ban Nha nổ súng xâm lược Đà Nẵng chúng ta, thì quân và dân Đà Nẵng đã chiến đấu rất là anh dũng. Thì hơn một năm rưỡi chiến đấu thì những cái nghĩa sĩ mà đã hy sinh trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp đó thì đã được quy tập về Nghĩa Trụng Hòa Vang. Thì Nghĩa Trụng Hòa Vang được di dời qua hai lần. Trước đó thì được thành lập tại làng Nghi An, Tổng Phước Tường, huyện Hòa Vang, nay là phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ. Đến năm 1920 khi mà thực dân Pháp mở rộng sân bay Đà Nẵng thì Nghĩa Trụng Hòa Vang được di dời về khu vườn Bảo Khuê Trung. Và đến năm 1962 đến năm 1963 khi mà đế quốc Mỹ mở rộng sân bay Đà Nẵng một lần nữa về phía Nam thì Nghĩa Trụng Hòa Vang lúc đó mới được di dời về địa điểm mà chúng ta đang đứng ngày hôm nay. Nhắc đến giai đoạn lịch sử năm 1858 thì không biết là di tích Nghĩa Trụng Hòa Vang nó gắn liền như thế nào với thành Điện Hải ạ? Dạ vâng ạ, như Kim đã biết thì rằng sáng ngày 1 tháng 9 năm 1858 khi mà liên quân Pháp và Tây Ban Nha bắt đầu nổ súng xâm lược bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng chúng ta, thì dưới sự chỉ đạo của các tướng quân Triều Nguyễn, nhân dân Đà Nẵng đã phản kháng rất là quyết liệt. Và từ những ngày đầu khi thì quân và dân chúng ta đã làm thất bại cái âm mưu đến nhân thắng nhân của thực dân Pháp. Dưới sự chỉ đạo của các tướng như là Đào Trí, Lê Đình Lý và đặc biệt là tướng Nguyễn Tri Phương thì quân và dân Đà Nẵng chúng ta đã chiến đấu rất là anh dũng. Thì suốt hơn một năm rưỡi cầm chân thực dân Pháp tại Đà Nẵng với cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Đà Nẵng chúng ta, và khi mà chúng ta đã chặn cái đường tiếp tế của thực dân Pháp thì thực dân Pháp đã dần là bị hao tổn quân lực và bắt buộc và rút quân vào ngày 23 tháng 3 năm 1860. Và như Kim đã thấy ở đây thì cái bia Nghĩa Trụng Hòa Vang chúng ta phía chính giữa là khắc là Hòa Vang Nghĩa Trụng, phía bên phải khắc là Từ Đức Thập Cửu Niên Ngũ Nguyệt Cát Nhật, có nghĩa là bia được thành lập vào ngày tốt tháng 5 năm Từ Đức thứ 19, nghĩa là năm 1866. Trong suốt hơn một năm rưỡi chiến đấu với quân Pháp, nhiều nghĩa sĩ của chúng ta đã hy sinh rải rác khắp các địa bàn trên khắp các vị trí của Đà Nẵng. Đến 6 năm sau, dưới cái chỉ dụ của vua Từ Đức thì các nghệ sĩ được quy tập và thành lập lên Nghĩa Trụng Hòa Vang. Nghĩa Trụng Hòa Vang là nơi ghi dấu của trận chiến 1858-1860, là nơi thể hiện cái khí phách, cái sự anh dũng của quân và dân Đà Nẵng chúng ta, đồng thời cũng thể hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn, cái đạo lý nhân văn của dân tộc chúng ta đối với những bậc tiên nhân có công với đất nước. Trong thời gian qua thì thành phố cũng như địa phương đã tổ chức những lễ tế và dâng hương để tưởng nhớ các anh hùng nghĩa sĩ. Thì còn tại Bảo tàng Đà Nẵng thì trong thời gian qua Bảo tàng đã tổ chức những hoạt động gì để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua di tích Nghĩa Trụng Hòa Vang? Dạ vâng ạ, bên cạnh những cái lễ tế, những cái lễ dâng hương của thành phố thì ngay tại Bảo tàng Đà Nẵng thì chúng tôi đã tổ chức những cái chương trình em yêu lịch sử, các giờ học ngoại khóa tại bảo tàng. Khi mà nói đến chủ đề về di tích lịch sử văn hóa Đà Nẵng hay là nói về cái cuộc chiến năm 1858-1860 thì đều lồng ghép và đều có nói về các di tích liên quan đến sự kiện 1858 này, mà đặc biệt là các Nghĩa Trụng Khuê Trung, Nghĩa Trụng Phước Ninh, Nghĩa Trụng Nam Ô. Và bên cạnh đó thì có tổ chức các cái chương trình ví dụ như là team building, kết nối các cái di sản
sử văn hóa liên quan đến cuộc chiến năm 1858 này. Và qua những cái cuộc thi, qua những cái chương trình giáo dục như thế thì đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ mai sau về cái tinh thần yêu nước, về cái lòng tự hào dân tộc. Để giáo dục cho cái thế hệ trẻ của phường Xuân Trung thì tại cái nghĩa trụ Hoa Vang này thì hàng năm thì nhân ngày 27 tháng 7 thì đoàn phường cũng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng nghĩa sĩ tại đây. Vì cũng như như các dịp lễ Tết hay là các ngày lễ thì cũng tổ chức cho các bạn đoàn viên dọn vệ sinh nghĩa trụ quanh tất cả các khu mộ cũng như bên khu mộ của Hiền. Và hàng năm thì trong ngày 26 tháng 3 âm lịch hàng năm á thì ở đây thì cũng có tổ chức hội làng Khơi Trung, thì đoàn phường cũng tổ chức cái ngày hội cho các bạn đoàn viên tham gia những ngày hội như trò chơi như kéo co, cắm trại, thông qua những cái hoạt động như vậy thì cũng giáo dục cho các bạn đoàn viên cái truyền thống cách mạng, tình nguyện về cộng đồng hơn, phấn đấu rèn luyện hơn trong cái phong trào thanh niên tại địa phương. Tôi là cùng với các chư khởi tộc và dưới sự lãnh đạo của địa phương từ ngày giải phóng đến giờ thì cũng chiêm ngưỡng tri ân cái công đức và vô cùng cảm xúc vì rằng mình có được ngày hôm nay là nhờ có những cái anh hùng nghĩa sĩ vị quốc văn thân đã hy sinh cuộc đời mình để bảo vệ cái đất nước để có ngày hôm nay. Và cái sự hy sinh đó vô cùng cao cả, cho nên khi mà đến nay mình thấy phần mộ mình thắp nén tâm hương mình thấy nó vô cùng thiêng liêng, cho nên đã vận động nhân dân hàng năm không những là cái ngày lễ hội 16 tháng 3 hàng năm hoặc là ngày 30 ngày 1 tháng 9 hàng năm, nhưng mà thường xuyên ở đây không những là nhân dân trong địa phương, đặc biệt là trên toàn thành phố Đà Nẵng là các cái cơ quan này, ban ngành đoàn thể này, là hàng năm về đây rất nhiều. Anh Phúc ơi, ngoài hơn 1.000 ngôi mộ của những nghĩa sĩ thì di tích nghĩa trụ Hòa Vang còn có những di tích lịch sử văn hóa ý nghĩa nào? Dạ vâng ạ. Ngoài hơn 1.000 ngôi mộ của các nghĩa sĩ thì trong khuôn viên của di tích nghĩa trụ Hòa Vang còn có các di tích lịch sử văn hóa, ví dụ như là miếu Bà, giếng Chăm, nhà thờ Chư Phái Tộc. Thì bây giờ mời Kim cùng quý vị khán giả chúng ta cùng tiến vào và tham quan cái miếu Bà này. Thank you.
Nơi mà chúng ta đang đứng đấy là được là miếu bà được xây dựng trên phế tích của tháp Chăm Hòa Quế. Thì khi mà người Pháp đến khảo sát các cái phế tích Chăm khu vực Quảng Nam Đà Nẵng ấy, thì họ có ghi chép lại rằng cái tháp Chăm Hòa Quế này đã bị sụp đổ khi mà họ đến khảo sát. Thì do đó thì những cái tư liệu về tháp Chăm Hòa Quế này thì rất là ít ỏi, và chúng ta chỉ được biết qua các ghi chép của người Pháp. Khi mà chúng tôi đến khảo sát khu vực xung quanh miếu bà này thì đã phát hiện ra được những cái gạch Chăm, những cái đài thờ Chăm và cái bề thờ Zoni ở phía trong miếu bà như lúc này chúng ta vừa vào ấy, thì có những cái tường Chăm mà đã được Việt hóa và thờ theo cái phong cách của người Việt. Dạ vâng, Minh Kim cũng có thể thấy là đây là những cái di tích rất là có ý nghĩa, giá trị về lịch sử và văn hóa. Nơi đây còn có giếng Chăm nữa phải không ạ? Anh Phúc có thể giới thiệu cho Kim và quý vị khán giả không ạ? Xin mời Kim ạ. Dạ đây, nơi mà chúng ta đang đứng đấy là giếng Chăm. Theo người dân địa phương thì gọi là giếng hơi ạ. Thì như chúng ta đã biết thì là Champa thì chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ rất là rõ nét, mà cụ thể ở đây là Ba La Môn giáo. Do đó thì những cái đền tháp Chăm thường họ sẽ xây dựng gần các con sông thiêng, các con suối thiêng. Nếu mà không có sông và suối thì họ sẽ đào cái giếng. Thì cái này thì được giải thích rằng là khi mà làm các cái lễ thiên tế trong văn hóa Champa thì rất là cần nguồn nước để mà thiên tế. Và như Kim thấy đấy thì là giếng Chăm sẽ được tạo thêm từ đá sa thạch ạ, từ những cái tảng đá sa thạch như thế này gắn liền lại với nhau, và xung quanh bốn góc giếng sẽ là có bốn cái trụ đá. Nhiều giả thiết cho rằng thì cái việc mà xây dựng cái giếng Chăm gần cái phế tích Chăm tháp Hòa Quế như thế này thì có sự liên quan mật thiết đến nhau, và họ cho rằng thì là cái niên đại của xây dựng của cái giếng Chăm này cùng niên đại với cả cái tháp phế tích Chăm tháp Hòa Quế ạ. Vâng, cảm ơn anh Phúc đã chia sẻ cho Minh Kim và quý vị khán giả biết về di tích Nghĩa Trũng Hòa Vang cũng như là những di tích khác rất có giá trị về mặt văn hóa và lịch sử và vẫn còn lưu giữ tại nơi đây. Xin một lần nữa cảm ơn anh. Thưa quý vị, di tích Nghĩa Trũng Hòa Vang hay còn gọi là Nghĩa Trũng Khuê Trung là một minh chứng cho quá khứ hào hùng của nhân dân Đà Nẵng trong những ngày đầu kháng Pháp, và cũng là cột mốc đánh dấu sự thất bại của quân Pháp ngay từ trận đánh đầu tiên vào Đà Nẵng. Và đến nay thì di tích Nghĩa Trũng Hòa Vang đã trở thành một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, và cũng là một địa điểm du lịch vô cùng ý nghĩa. Đến đây cũng xin khép lại chương trình 360 độ du lịch kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.